và anh sẽ canh coi cái thời gian của mỗi một người là bao lâu. Mây, mây, mây trắng bay đi cùng gió. Mây trắng bay đi cùng gió. Đúng rồi, đúng không? Mây trắng bay đi cùng với mây. Mây trắng bay đi cùng với gió. Dây dứt. Dây dứt. Dây dứt. Dây dứt. Dây dứt. Xào dưa. Xào dưa. Lòng. 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 Dây dứt. 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 Dây dứt. Ờ. Lòng dây dứt. Đứt. Đứt. Ruột gan. Đứt ruột gan. Cái thực vật dành cho 20 tháng 11 bông hồng tặng cô. Đúng rồi. Cô A ba từ đi động từ đây là từ. Một tên của một tác giả tác phẩm gì? Tác phẩm gì? Hay lắm. Nguyễn Ngọc Ký. Đúng rồi. Nguyễn Ngọc Ký. Đúng rồi. Ủa sao biết hay vậy? Kẹp chung về bánh mì. Từ 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 bây giờ đổ ra món khác. Có ba từ nha. Món ăn của Việt Nam, món ăn rất nổi tiếng Việt Nam và đi nước ngoài. Cơm chiên. Mà cái này nó ở trên một cái dây. Trên một cái dây. Bún đậu mắm tôm. Sai. Cái đường mà chuyên bán đồ ăn. Phở. Hai từ tiếp theo, nó là một cái chạy ở trên cái đường dây. Trùng từ khóa. Bất lực luôn rồi, bất lực rồi. Bất lực luôn á. Chạy trên cái dây. Lỗ bán chuyên. Sai. Bún bò Huế hả? Sai. Diễn tả từng chữ thôi. Từng chữ thôi. Một cái. Đây là món khác rồi đó. Được làm từ bột mì. Trong tên của nó có một cái này. Hủ tiếu tai heo à? Sai. Không. Rồi trùng. Gợi ý cái từ đầu tiên là bây giờ mình yêu nhau xong rồi mình hết yêu nhau người ta gọi là gì? Hết tình còn nghĩa. Không. Sai. Bây giờ em quen bồ em, 4 tháng sau em không quen nữa người ta gọi là gì? À, rồi. Rồi, 4 từ đó là gì? Cành tàu gió mắng, cành tàu gió mắng. Hết tình hết nghĩa. Không. Sai. Hết tình còn nghĩa. Sai. Rồi thôi bây giờ bỏ cái đành nhớ. Sai. Đón xem Tranh Tài Đoán Ý được phát sóng vào lúc 12 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3 và 12:30 trên kênh YouTube Be Official.